Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
May quá, chưa sao, vẫn còn nguyên. Mùa mưa bão đến thì thường hay xảy ra sự cố, cho nên con mình phải thường xuyên xử lý khắc phục. Làm công nhân lưới điện thật là khổ cực. Đấy, hôm nay là sinh nhật nó này, bánh sinh nhật á, thì đầy đủ, mà chờ mãi vẫn chưa thấy nó về, thiệt là mệt hết sức. Con với cái dèm chờ đợi nó hoài. Cắt điện ơi. Làm sao á mà tôi vui cho được ông? Sao? Có điện á là thằng Đạt nó xong công việc, mà nó xong công việc á thì nó về nó dự sinh nhật với vợ chồng mình. Bà hôm nay mới nghe bà nói một câu nó có lý nha. Mà đúng rồi, có điện á thì mình tổ chức sinh nhật cho nó nha. Có điện á mình tổ chức nó hoành tráng hơn, thì tụi nó vô cúp điện, nó vô lỗ mũi á bà. Đấy đấy, từ chỗ đó tôi mới nói với ông. Có rất kia là nhiều ngành nghề, nó lại không chọn, nó đi chọn chi bên cái nghề công nhân lưới điện này cho ông. Cái bà này thiệt lạ kìa nha. Giờ tôi hỏi bà nè, nha. Bà không có những người công nhân lưới điện trực 24 giờ như thằng Đạt con nhà mình để khắc phục xử lý sự cố đường dây thì làm gì có điện để mà mình dùng. Trời, biết vậy. Nhưng cái nghề điện đốt của nó là vừa là leo lên mà vừa là tuột xuống, vừa là khổ cực. Tôi mới an lòng chút nào không ạ? Bà ơi, bà ra thử. Sao? Bà an tâm đi. Nó được đào tạo bài bản, đúng ngành nghề, chuyên nghiệp chứ đâu phải tay ngang đâu mà bà lo. Ông á thì lúc nào cũng lạc quan, lúc nào cũng yêu đời. Trời ơi, sao lạc quan? Sao yêu đời? Giỏi như hai cha con của tôi á thì lúc nào cũng lấy tiêu chí an toàn là đầu tiên. Xin ra che con không ngon mà nghe. Cái sao bà? Được. Hôm nay tôi che rồi, tôi cũng sát hạch với ông một bữa xem sao. Tôi sát hạch ông từ trên xuống dưới luôn. Đừng có giỡn nha. Này nè, ông nghe nè. Sao? Trong công tác phòng chống thiên tai bão lũ gây ra, theo ông á, ông chọn phương châm nào là hiệu quả nhất? Chà, hiểu biết dữ ha. Tao nói A là một tại chỗ, một tại chỗ. B là hai tại chỗ, hai tại chỗ. C là ba tại chỗ, ba tại chỗ. D là bốn tại chỗ. Cháu mình
cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà mặt mày thì bơ phờ mà quần áo thì sập sập vậy hả? Dạ, hả cháu? Dạ, đúng rồi, vợ cháu. Vợ cháu nó ra làm sao? Dạ, vợ cháu nó chim dạ. Chim dạ? Vợ thằng Thành chim dạ? Mà có liên quan gì đâu, có thằng Đạt nhà mình đâu không? Có liên quan gì đâu con. Dạ, cũng vì nó không làm tin vợ cháu nó chuyển về nhập viện hả? Mà cháu hối thúc Đạt vợ gốc hả? Hối thúc về gốc? Thôi chết rồi! Trời, trời, vậy là... vậy là thằng Đạt nhà mình. Vậy là... mày điên chạy lắm. Tụi bay thao tác không đúng quy trình rồi. Trời ơi, vậy là thằng Đạt mày điên chạy lắm hả? Dạ, không ạ. Thế sao? Sau khi thao tác xử lý sự cố xong, cháu mới hay tin là vợ cháu nó chuyển về. Trời, rốt cuộc là nói vậy không là có đang... liên quan gì tới điện hết bà. Trời, nói vậy là thằng Đạt nhà mình không bị điện giật hả ông? Dạ đúng ạ. Nhưng mà dạ đúng ạ. Sao? Nhưng cũng vì nôn nóng về nhà mà cháu sao? Cháu làm sao vậy? Nói nhanh lên. Cháu rủ Đạt vượt qua cơn lũ. Hả? Vượt qua cơn lũ. Dạ. Nước lũ chảy rất mạnh. Cháu thì may mắn được trôi dạt vào bờ. Trời, con Đạt có thể. Thì mày sao? Cháu đã báo với cơ quan và vận động bà con đến tìm Đạt. Cháu thật là tội lỗi.
viên EVN qua từng giai đoạn. Chúng ta đã từng chứng kiến những ngọn đèn dầu heo hắt thắp sáng những ước mơ và hoài bão, đến bóng đèn sợi tóc bé nhỏ mong manh nhưng đầy kiêu hãnh. Và hiện tại với sự phát triển không ngừng của thời đại, những con người EVN không ngừng nỗ lực phấn đấu tìm kiếm sự đổi mới trong công nghệ. Và bây giờ là ánh sáng của những bóng đèn điện, là sự kết tinh của trí tuệ và tài năng mang lại nguồn sáng mới. Và chúng tôi luôn tự hào là những con người EVN thời đại mới. EVN thắp sáng niềm tin.